Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bước ra bên ngoài, tôi cũng không biết đi đâu nên đành bắt taxi đến công ty của chị Trâm. Cũng may vì đã đến đây mấy lần nên bảo vệ cũng không có làm khó tôi, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi để tôi vào. Còn về phía chị ấy, khi nhìn thấy tôi ngồi ủ rũ ở dưới căng tin, chị ấy bất lực thở dài. Dù không biết là tôi gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Thế đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì tôi gọi cho suất mì Ý nhé. Em không muốn ăn đâu ạ, chị cứ kể em đi, em ăn em gọi. Thế sao lại sang đây? Không đi làm sao? Hay là gặp chuyện gì ở công ty? Có một chút chị ạ, có thể là thời gian sắp tới chị cũng sẽ bị liên lụy. Em muốn đến tìm chị để dặn dò chị mấy lời. Ừ. Nhận được cái gật đầu của chị Trâm, tôi im lặng mất một lúc, rồi cũng chậm rãi kể hết cho chị ấy nghe tất cả mọi chuyện mình gặp phải. Quả nhiên ngay sau đó, chị ấy tức đến mức lầm bầm ở trong miệng chửi. Mẹ kiếp, ta bảo với mày ngay từ đầu rồi, rơi về cái lãi xếp ấy thì kiểu gì cũng có ngày gặp họa. Mấy con đấy nó điên tỉnh lắm, có biết lý lẽ là cái gì đâu. Có thể một vài ngày tới việc này sẽ ảnh hưởng đến chị. Em thì không sao, nhưng chị thì hãy cẩn thận một chút. Nếu fan của cô ấy mà tấn công trên Facebook của chị cứ bảo là chị với em không có quen biết gì nhé. Việc gì phải chối bay chối biến như thế chứ? Mày không làm thì chẳng việc gì phải sợ. Nó muốn hại mày thì mày lại càng phải cứng lên để nó mở to cái mắt ra mà nhìn. Mà lão có nói gì không? Dù sao thì chuyện này cũng từ lão mà ra mà. Chẳng lẽ lão ấy không hề có một chút trách nhiệm nào cho việc này sao? Em không nói chuyện với anh ta nên không rõ được đâu ạ. Tôi thành thật đáp lại chị Trâm. Tuy nhiên câu trả lời không đủ thuyết phục, khiến cho chị ấy nguôi giận. Vì thế chị ấy vẫn tiếp tục hướng đến tôi mà cất giọng nói. Tốt nhất là từ bây giờ mày tránh xa lão ấy ra. Mày càng dây dưa thì sau này mày càng khổ thôi. Đến lúc ấy mấy con điên đó nó còn gây nhiều chuyện rắc rối cho mày hơn nữa đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Những chuyện kéo đến ngày hôm nay một phần cũng là lỗi ở tôi. Chính vì thế tôi chẳng dám cãi lại một lời nào. Nguyên cả một buổi chiều chỉ yên lặng ngồi nghe những lời giảng giải. Mãi cho đến tận tối mới đứng dậy trở về nhà, lao đầu vào những email của đối tác để khiến mình trở nên bận rộn. Chỉ có điều không thấy sự xuất hiện bất thình lình của Thành, tâm tôi lại cảm thấy nặng nề, man mác buồn. Một đêm dài nữa lại trôi đi. Ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào công ty là tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của tôi. Người người chỉ trỏ trỏ bàn tán. Đối diện với một màn ấy, tôi chỉ còn cách lướt nhanh về phòng làm việc. Thế nhưng còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. Kéo theo đấy là máy báo đến rất nhiều tin nhắn Facebook, cả tin nhắn điện thoại nữa. Tất cả đều là những lời chửi bới thậm tệ, những lời quả thật là vô cùng khó nghe. Tôi lướt mắt một chút, sau một phút tìm hiểu thì cuối cùng bản thân cũng biết được ai đó đã quay lại đoạn video tôi giằng co với Kiều Nga đăng lên các trang mạng. Góc quay rất dễ gây hiểu lầm, nhìn đi nhìn lại thấy tôi chẳng khác gì một kẻ gây sự, muốn cãi cũng khó mà cãi nổi. Đoạn video kéo dài 2 phút, tôi yên lặng ngồi đó. Dù đã khống chế bản thân của mình rất tốt, thế nhưng vẫn không thể đọc nổi những cái lời bình luận ở bên dưới. Rất nhiều lượt chia sẻ, rất nhiều lượt comment. Bài đăng thì lại vừa mới được đăng cách đây vài phút. Bảo sao lúc tôi đến công ty thì lại có nhiều người tránh né và túm tụm với nhau như vậy. Hóa ra đây mới chính là cái giá mà cô ta cảnh cáo bắt tôi nhận lấy. Gấp lại tài liệu trên bàn, tôi không quan tâm đến tất cả đồng nghiệp đang nói cái gì về mình. Bản thân nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Lúc này giám đốc Dung cũng đi đến nơi. Chị ta dường như cũng đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện, hướng đến tôi cất giọng hỏi. Không sao chứ? Chị nhìn tôi có ổn không ạ?
Đối với câu chuyện này, tôi quả thật là có chút đau đầu. Bởi vì nói gì thì nói, sức mạnh của mạng xã hội nó không khác gì một con dao sắc nhọn. Họ chỉ cần nhìn từ một phía đã bất chấp không biết đúng sai, chửi bới, nhắn tin dọa nạt. Thậm chí có người còn mù quáng đến mức vào tận trang fanpage của công ty để buông những lời khiếm nhã, ảnh hưởng đến danh dự cũng như chất lượng đánh giá. Không thấy tôi nói gì thì chị nói tiếp. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo bên bộ phận IT gửi hết các clip xuống, việc còn lại phía bên truyền thông của Trường Hải sẽ có cách giải quyết. Liệu có ổn không ạ? Có cách giải quyết thôi. Tuy nhiên thời gian này cô hạn chế đi ra ngoài một mình đi, tránh trường hợp có người tiêu cực quá sẽ làm ra những hành động gây tổn thương cho người khác. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn tôi. Tôi với cô ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì chúng ta là bạn. Khi nào rảnh tôi mời chị một bữa nhé. Được rồi. Nói chuyện với giám đốc Dung một lúc, tâm trạng của tôi cũng ít nhiều ổn hơn. Vì thế bản thân ít nhiều cũng có tâm trạng để làm việc. Còn về chuyện clip trên mạng, phải công nhận là bộ phận truyền thông của Trường Hải làm việc có bài bản và tốc độ nhanh chóng vô cùng. Chỉ trong vòng một tiếng, mọi thứ về tôi đều được xóa hết. Thậm chí là phía fanpage của tập đoàn còn sẵn sàng đưa ra một lời cảnh báo, nếu ai dám tấn công, bôi nhọ, nhất định sẽ kiện ra tòa. Chưa hết, về phía Kiều Nga, không biết có phải là do Thành tác động hay không, mà cô ta cũng phải lên một status thanh minh mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Mong mọi người đừng tấn công tôi bằng những lời lẽ không hay. Tuy nhiên, vì từng tiếp xúc nên tôi hiểu được. Đối với tôi, cô ta vẫn là chán ghét đến mức hận không thể cào nát cái mặt của tôi ra. Nghĩ tới điều ấy, tôi lại bắt đầu để chính bản thân của mình trở nên trầm lặng. Rõ ràng đã cố gắng tập trung làm việc, nhưng mọi thứ đều không được như ý muốn. Tính thông số cũng sai, thậm chí gõ văn bản cũng sai nốt. Đến cùng, không thể nhịn được, phải để hết công việc lại, gục đầu xuống mặt bàn, đầy mệt mỏi. Đến chiều, chủ tịch cho gọi tôi vào văn phòng. Ngữ điệu nghe qua điện thoại cũng biết là bà ấy tức giận đến nhường nào. Thú thật tôi cũng có chút sợ, nhưng tránh cũng không tránh được nên đành phải đứng dậy, cầm lấy một số tài liệu rồi đi đến văn phòng. Thấy tôi, bà ấy không vòng vo, liền hỏi luôn. Vụ việc giữa cô và cô người mẫu kia là thế nào? Có giống như những gì trên clip đăng tải không? Có thể là do cô ta hiểu lầm tôi với tổng giám đốc có quan hệ nên mới nảy sinh thù địch ạ. Cái loại đàn bà như vậy, cách đối phó không phải là đứng đôi co để mà mất thời gian. Cô vào Trường Hải bao lâu vẫn không thông minh được một chút nào sao? Thì tôi nghĩ đó là người quen của tổng giám đốc, nếu mà động tay động chân cũng không hẳn là chuyện tốt. Uất ức lắm có phải không? Đột nhiên bà cất giọng hỏi tôi, làm tôi có một chút ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu. Tuy nhiên bản thân vẫn gật đầu khẳng định. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là nghĩ chủ tịch quan tâm đến nhân viên mà thôi. Thế nhưng khi cánh cửa lần nữa được mở ra và Thành bước vào, tôi mới biết được mọi chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở lời nói. Thế rồi trong lúc tôi còn đang ngẩn người theo cái đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, bà ấy liền nâng đôi mắt sắc lạnh nhìn anh. Ta cũng cầm lấy mấy tấm ảnh chụp cùng với tài liệu trên bàn, ném thẳng về phía anh, đanh giọng. Mấy cái đống rác này, cậu không dọn sạch cho tôi thì đừng có mơ tưởng đến việc tiếp tục ngồi cái ghế tổng giám đốc. Nhìn một màn ấy, chống ngực tôi đập mạnh, thậm chí còn có lúc chút lo lắng cho Thành sẽ nổi giận với cô của mình. Bởi vì theo như tôi biết, với tính cách của anh, rất ghét bị người khác khinh thường và đe dọa. Thế nhưng hành động về sau của anh lại không hề như vậy. Ngược lại, anh còn tù từ tốn cúi người xuống, nhặt hết những giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà lên mặt bàn. Sau đó nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười như không hề có chuyện gì, rồi hỏi. Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh nói với cháu, đâu nhất thiết là phải làm thế này đâu. Mặc dù là cháu bằng tuổi con trai của cô, nhưng mà trí não của cháu không dừng lại ở mức độ 5 tuổi. Anh... ý của anh là gì? Anh đừng có dở cái giọng mỉa mai ra với tôi. Cô lại nghĩ đi đâu rồi đấy à? Lời nói của cháu đều tự nhiên xuất phát, không có mang theo hàm ý nào. Có chăng là tâm của cô lúc nào cũng ghét cay ghét đắng cháu nên mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy? Anh... tuổi của cô cao rồi, tức giận nhiều không phải là việc tốt gì đâu ạ. Vừa nói Thành vừa nhếch miệng cười, tỏ rõ thái độ hả hê, không nhụt chí. Cô của anh tức đến đỏ cả mặt, phải mất một lúc điều chỉnh cảm xúc
mới cất giọng nói. Chuyện về con người mẫu kia, mặc dù thông tin được giải quyết, nhưng anh cũng không được phép bỏ bê, giải quyết triệt để cho tôi. Về chuyện này thì cháu sẽ xử lý, cô cứ yên tâm. Còn nữa, bà cô ta mở cuộc họp báo, đích thân xin lỗi nhân viên của tôi. Láo nháo, chỉ là một đứa sướng ca vô loài, thế mà dám huênh hoang làm cứ như mình là Phượng Hoàng ấy. Tôi mà không ra tay, chắc là nó còn muốn đè đầu cưỡi cổ người khác đấy. Về việc họp báo cháu sẽ xem xét lại, cô không cần phải hao tâm tổn sức, nhúng tay vào việc này làm gì. Anh còn muốn bênh nó sao? Anh có biết nó đang làm ảnh hưởng đến Trường Hải thế nào không hả? Cháu không nói là bênh. Việc anh quan hệ bừa bãi bên ngoài thế nào tôi không quan tâm. Nhưng anh đừng có quên, anh đang đứng ở vị trí nào và việc anh cần làm là cái gì. Còn nếu anh không làm được, cứ nói thẳng một câu, tôi cho người đứng ra thay anh xử lý. Tôi không rõ cuộc nói chuyện này là bà đang bênh vực lấy lại danh dự cho tôi, hay là đang thừa nước đục thả câu để nói thành. Chỉ biết là khi bà ấy nói xong câu ấy, đôi mắt của anh đã liếc lên nhìn tôi, mang theo tâm tư khó dò, làm tôi nhất thời có chột dạ. Tôi sợ anh hiểu lầm mình là người lẻo mép với chủ tịch nên bà ấy mới tức giận. Sợ anh hiểu lầm là tôi đứng sau tất cả vụ này. Sợ anh nghĩ là tôi đang diễn kịch. Cứ thế tôi không dám nhìn Thành, đôi mắt liếc sang hướng khác. Cũng may ngay sau đó anh thu lại cái nhìn, đáp lại lời của chủ tịch. Cô cũng đã biết người đó là người của cháu, thì cô hãy để cháu xử lý đi. Đương nhiên cháu sẽ không bao giờ để cho nhân viên của cô ấm ức nếu cô ta vô tội. Vậy bao giờ anh định cho tôi một câu trả lời thỏa đáng? Không vội, bây giờ không có chuyện gì, cháu trở về phòng làm việc tiếp. Nếu không chăm chỉ, đến lúc cô đuổi cháu, cháu lại phải đi tha hương cầu thực ở bên ngoài thật đấy. Nói tới đây, Thành cũng đứng dậy chỉnh lại đồng hồ trên tay, ngừng một lúc mới lại hướng về phía tôi nói. Cô Khánh, lát nữa mang hợp đồng công ty Hồng Toàn vào phòng cho tôi. Còn nữa, tối nay đề nghị cô tăng ca làm nốt công việc, tôi có rất nhiều việc cho cô làm đấy. Để lại một lời nói như ra lệnh, Thành cũng chẳng buồn nhìn xem thái độ của cô anh thế nào, liền dứt khoát rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, lúc này bà ấy cũng nhìn tôi rồi nói tiếp. Tôi đã gọi cô như thế rồi thì quay về làm việc đi, ủy khuất còn lại tôi sẽ đòi lại cho cô. Tôi cảm ơn chủ tịch, có điều tôi vẫn có chuyện muốn nói. Còn chuyện gì nữa? Về việc của mẹ tôi, số tiền bà ấy vay chủ tịch, có thể cho tôi khất nợ được không ạ? Việc đó chưa cần nói vội, thêm nữa số tiền cũng không hẳn là lớn đâu, nên không cần phải quá để tâm. Còn nếu cô thật lòng muốn trả, cô có thể trả bằng cách khác, tôi đương nhiên sẽ không bao giờ làm khó cho cô. Tôi biết cách khác ở trong miệng của bà ấy là gì, nên cũng không nói nhiều hơn nữa, chỉ có thể đáp lại một từ vâng ạ rồi rời ra ngoài. Mặc dù cảm xúc đã cố gắng điều chỉnh, nhưng mà tận sâu trong đáy lòng, những thứ đó khiến cho tôi thật sự khó chịu, bức bối, chỉ muốn gào thét, bùng nổ hết tất cả. Trở về văn phòng, tôi chán nản ngồi thất thần như người mất hồn, đầu óc không tập trung được gì cả. Mấy người đồng nghiệp thấy tôi như vậy cũng an ủi ít lời, có người còn hỏi tôi. Sáng nay tôi gặp chủ tịch, bà ấy tức giận lắm, không khác gì cái việc bà ấy bị người khác cướp hợp đồng. Cô vào trong đó gặp bà ấy thế nào, không bị làm sao chứ? Cũng có một chút ạ. Kể ra và cái địa vị của ai cũng sẽ tức giận như vậy thôi. Đùng một cái tập đoàn dính vào chuyện thị phi, ai mà bình tĩnh cho được cơ chứ. Nếu là tôi cũng sẽ tung hê hết mọi chuyện lên, xem cuối cùng ai mới là người đẹp mặt. Tôi không đáp lời, một người đồng nghiệp khác cũng cất giọng bất mãn theo. Không hiểu sếp mình thế nào mà lại rơi vào cái con người mẫu ấy chứ, chẳng được cái nét gì cả. Hễ ai cứ gần sếp một cái nó nổi điên lên, chẳng cần biết là quan hệ thế nào, sẵn sàng chơi xấu người khác. Cô cũng bị rồi sao? Đã từng, nhưng mà tôi không có giống như cô. Ngày đó tôi cũng mới được điều lên văn phòng thư ký, chân ướt chân ráo chả biết cái gì. Cô ta gọi điện đến văn phòng, tôi nhấc máy nghe. Chuyện chỉ có vậy thôi. Thế mà ngày hôm sau cô ta đến tận Trường Hải tìm tôi. Rồi sao nữa? Cô ta cảnh cáo yêu cầu tôi tránh xa sếp ra, nếu không sẽ tung hê lên mạng. Quả thật là ngày đó tôi cũng sợ. Thêm nữa, sếp đối với tôi cũng là nửa mắt không nhìn, cho nên vài ngày sau cô ta cũng buông tha cho tôi, không có đe dọa nữa. Mấy người thấy anh ta đối xử với người khác, với mấy người ra sao? Anh ta đối với tôi cũng là nửa mắt không nhìn mà.
nói ra cô đừng giận nhé. Nhưng mà từ ngày cô lên đây, tính tình của sếp có vẻ thay đổi ít nhiều. Như ngày trước, sếp chẳng bao giờ đưa nhân viên nữ đi công tác đâu, hay là đi gặp mặt đối tác cùng đâu. Mọi chuyện là luật sư Tiến giản xét. Bây giờ có vẻ anh ta nhàn hơn rồi. Tôi cũng chỉ là nhận lệnh của chủ tịch thôi mà. Bà ấy bảo tôi làm gì, tôi làm như thế. Nghe tôi nói tới đây thì mọi người trong phòng đều nhìn nhau với ánh mắt có gì đó ngượng ngùng. Biết là đã nói những lời không nên nói, nên ngay sau đấy chẳng ai động chạm gì đến việc này nữa. Họ cười trừ rồi hỏi qua loa thêm vài câu, rồi ai trở nề việc người đó lao đầu vào làm việc. Về phần tôi cảm thấy mình cư xử như thế cũng không đúng. Có điều tâm trạng của tôi không vui, lấn át cảm xúc hết rồi. Thành ra tôi cũng mặc kệ, chẳng muốn giải thích gì nữa. Thế rồi nguyên cả một ngày hôm ấy, tôi gần như không làm được việc gì cả. Điện thoại mặc dù vẫn nhảy lên những tin nhắn chửi bới, nhưng mà tần suất đã ít hơn. Đến khoảng 5 giờ chiều, chị tổ trưởng nhắc nhở, tôi mới sực nhớ ra là mình còn chưa mang tài liệu vào phòng cho Thành. Văn phòng tổng giám đốc cách phòng thư ký một khoảng, đứng trước cánh cửa đóng im lìm, tôi lưỡng lự rất lâu, cũng đưa tay lên gõ cửa 3 cái, đến khi người bên trong cất giọng mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, Thành đang ngồi bàn làm việc bận rộn với một đống giấy tờ ngổn ngang, tay cầm điện thoại nói chuyện. Anh chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, ngữ điệu vẫn toát ra đều đều. Chú Mão, chú cũng biết là Hoàng Minh là một tập đoàn rất có tiềm năng, không phải sao? Hiện tại cổ phiếu của họ đang là miếng mồi ngon. Nếu chú giúp cháu giải quyết phục những lão già kia bán lại cho cháu, cháu đương nhiên sẽ không bao giờ để cho chú thiệt thòi. Về chuyện này, cháu tin là chú có đường đi nước bước của mình rồi. Chúng ta cũng đã không phải là làm điều gì phạm pháp, chỉ là thừa nước đục thả câu mà thôi. Cháu đã ngắm nó từ lâu, nhưng bây giờ mới chờ được đến cơ hội này. Cháu biết là chú có giao tình với bà già, nhưng mà chú thử nghĩ mà xem, che già thì măng mọc, bà cô nhà cháu nhờ trời thì cũng được ngồi hơn 20 năm nữa, nhưng mà đổi lại là cháu thì có thể là 50-60 năm. Chú thử nghĩ xem cái nào lợi hơn đây. Nói tới đây, khóe miệng của Thành kéo lên một nụ cười như có như không, vừa như là hả hê, cũng vừa như là cười khinh bỉ. Anh không hề ngần ngại sự có mặt của tôi ở đây, vẫn cứ lặng yên nói chuyện. Tự như việc anh chắc chắn một điều là có cho tiền tôi cũng không dám ho he lấy một lời ra vậy. Chẳng nhẽ anh lại tự tin đến mức như vậy sao? Tự tin tới mức rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội anh sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi lại càng nhìn anh lâu hơn, rồi chờ cho đến khi anh cúp máy. Vì muốn chạy nhanh ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này, nên tôi liền đặt tập tài liệu lên bàn, cất giọng nói. Đây là tài liệu mà anh cần, tôi sẽ sắp xếp cũng như là hoàn chỉnh lại tất cả các điều khoản hợp đồng. Anh xem nếu có chỗ nào chưa ổn, có thể bảo lại tôi sẽ sửa. Em gấp như vậy làm cái gì? Tôi muốn xem cũng cần phải có thời gian chứ. Nếu vậy thì anh cứ từ từ xem qua đi ạ. Bây giờ không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Thấy tôi nói vậy, Thành á lên một tiếng. Anh ngả người lười biếng, dựa lưng vào chiếc ghế xoay đắt tiền của mình, nhìn tôi. Em có thái độ gì đấy? Giận dỗi sao? Vùng vằng sao? Tôi cảm thấy thái độ của mình không có điểm gì là gây hiểu lầm cả. Nếu có thì cũng chỉ là một mình anh nghĩ như vậy. Em tức tối thì tôi không lấy lại công bằng cho em, hay là tôi không tin em phải không? Việc tôi không làm thì đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ nhận. Còn việc anh có tin tôi hay không ấy, nó cũng không có ảnh hưởng đến tôi. Tâm trạng của tôi đâu nhất thiết là phải phụ thuộc vào anh chứ. Miệng em nói là không quan tâm, nhưng mà em nhìn lại mình bây giờ xem, có khác gì phụ nữ đến tiền mãn kinh không? Anh... Tôi không hiểu rõ ý tứ của Thành đối với mình là gì. Tôi cũng thừa nhận là mình bị anh mà ảnh hưởng, có lúc vui buồn lẫn lộn, nhưng không có nghĩa là vì như thế mà anh có quyền chơi đùa tôi như một con rối. Điều duy nhất mà tôi muốn lúc này và về sau là có một cuộc sống yên yên ổn ổn. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Nghĩ tới điều ấy, rồi lại nghĩ lại những lời chị Trâm đã dặn dò mình, tôi sau đó cũng lấy hết sự can đảm hướng đến anh mà nói. Tôi nghĩ những lời tôi nói với anh có thể anh đã quên, nhưng không sao, tôi có thể nhắc lại. Đó là tôi mong từ bây giờ về sau, anh có thể đừng tạo ra cho tôi bất kỳ hành động nào mờ ám hay là gián tiếp mang cho tôi những rắc rối nữa. Hành động mờ ám? Ý em nói là vì em lên giường với tôi sao?
anh có khả năng ngồi ở đây thì anh thừa khả năng để hiểu được những lời tôi nói. Không thèm để ý đến cảm xúc của tôi, Thành khẽ cười. Anh để ghế đứng dậy rồi vòng qua phía sau tôi, ôm lấy vai của tôi đi gần về phía cửa lớn. Lúc này thủ đô đang ngả về chiều, ánh tịch dương đổ xuống mọi ngóc ngách, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi ngẩn người trước phong cảnh ấy. Còn anh thì nghiêng đầu xuống phía vành tai của tôi nói: em có biết ngoài kia có bao nhiêu tài sản thuộc quyền sở hữu của Trường Hải không? Từ bất động sản cho đến ngành công nghiệp điện tử xe hơi. Không bao lâu nữa nó đều thuộc về tôi. Anh nói với tôi làm gì? Phụ nữ chẳng phải là thích tiền lắm sao? Em đi theo bà già ấy cũng vì tiền. Tôi đây cũng có thể cho em tiền. Đều giống nhau cả thôi. Anh nói đúng, tôi cần tiền. Nhưng mà đồng tiền tôi làm ra là do công sức của tôi, không có ăn trộm ăn cướp. Ngủ với tôi em cũng phải vận động. Em cũng có thể coi đó là một công việc đi. Về tiền bạc tôi để em quyết định. Em muốn bao nhiêu cứ nói, tôi đáp ứng em. Càng nghe những lời nói của Thành, tôi lại càng tức tối, không nhịn được mà quát vào mặt của anh ta. Tốt nhất đi, anh ném ngay cái bộ mặt ấy của anh ra đi. Anh thiếu đàn bà, anh ra ngoài hét một câu là người ta sẽ theo anh như ngả giả. Từ hoa hậu đến người mẫu đều không thiếu, anh đừng có làm khó tôi. Tôi đây quả thật là không thiếu đàn bà, nhưng tôi lại chỉ muốn ngủ với em thôi. Em không đồng ý là việc của em, chỉ cần tôi muốn là được. Tôi không muốn cùng anh lén lút. Anh có tiền có quyền, anh không sợ gì cả. Nhưng tôi thì khác. Tôi có cuộc sống của tôi, có bạn bè, có người thân. Tôi không muốn mình ra ngoài đường lúc nào cũng phải xấu mặt vì mang tiếng là cướp người yêu, cướp chồng của người khác. Lén lút có gì mà không tốt chứ? Tôi lại cảm thấy càng lén lút thì càng tạo cảm giác kích thích, hưng phấn nhiều hơn. Em ngượng ngùng cái gì? Nãy giờ nói rất nhiều nhưng vẫn bị Thành làm ngơ, phớt lờ. Tôi tức đến nghẹn cả họng, quyết định không nói nữa. Cũng may người đàn ông này không có gì làm khó tôi, chỉ đưa tay lên chỉnh lại giúp tôi mấy sợi tóc vốn lòa xòa, sau đó nói: gần đây tôi bận rất nhiều công việc nên không qua được chỗ của em. Tôi nhắc để em biết, để em không cần phải đợi cửa. Anh không nói thì bản thân tôi cũng chẳng có đợi cửa đâu. Em đúng là cô bé cứng đầu. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp người nào giống như em đâu đấy. Vừa nói, bàn tay của Thành bắt đầu lần mò cởi chiếc cúc áo của tôi. Tôi giật mình giữ lấy tay của anh, không nhịn được mà phát cáu lên: anh làm cái gì đấy? Tôi làm việc cần làm. Tôi chợt nhớ ra sau buổi tối hôm ở nhà em ấy, tôi với em cũng chưa có làm lại. Đây là phòng làm việc đấy, anh đừng có mà làm bừa. Em không cần phải sợ, đây là phòng làm việc của tôi cơ mà. Có cho tiền cũng không có ai dám phá rối tôi đâu. Với cả em cũng có thể xên to hơn, tôi thích nghe lắm. Uất ức cùng với tủi nhục vì bị Thành coi như một công cụ phát tiết, tôi không suy nghĩ mà liền mỉa mai anh: vợ anh vẫn còn đang nằm viện không biết sống chết thế nào, anh thì ở đây tìm cách kéo phụ nữ lên giường. Tôi thấy chị ta đúng là quá đáng thương đấy. Quả nhiên sau câu nói ấy, động tác ngả ngớn của Thành cũng dừng lại. Tuy nhiên tay vẫn không hề buông khỏi người tôi. Ngược lại, anh lại đưa chúng lên gần cánh môi của tôi, miết nhẹ một cái, từ từ cất giọng kiềm chế cơn giận dữ: em đừng có tưởng tôi ngoại lệ em trong công việc và đời tư, thì em muốn nói cái gì thì nói. Em có tin là bây giờ tôi có thể đẩy em vào tù một lần nữa không? Anh đừng có mà vô lý. Tôi không phải là người đâm vào vợ của anh, tôi không có tội. Chỉ cần tôi muốn em có tội, nhất định em sẽ có tội thôi. Đến lúc ấy em đừng có mong ai cứu được em. Nghe những lời này của Thành, tôi biết là anh không hề nói đùa nên đành im lặng. Thậm chí tới việc thở mạnh cũng không dám. Một phần là vì tôi sợ anh nổi giận. Một phần nữa tôi cũng biết với mối quan hệ hiện tại của mình, anh đẩy tôi vào tù đó là một việc không hề khó khăn gì cả. Thứ nhất là vì tôi với chị Hương có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, khó mà phân biệt được. Thứ hai là bây giờ chị ta ở phương trời nào rồi, công an cũng tìm không ra. Nguy cơ đến với tôi càng lớn hơn. Mặc dù hiện tại mọi thứ liên quan đến việc đó đã được dàn xếp ổn thỏa, nhưng không có nghĩa là dừng lại hẳn. Không thấy tôi nói gì, Thành lúc này cũng buông tay khỏi người của tôi, trở về bàn làm việc để duyệt sốt số giấy tờ, cũng không quên nhắc nhở: tối nay tôi có một buổi tiệc, em chuẩn bị rồi đi cùng với tôi. Đồ của em tôi đã đặt rồi đấy, để chiếc hộp kia. Tôi biết là mình hôm nay nhất định
và đi rồi nên không dám cãi lại một lời nào. Nên sau khi ngồi chờ anh duyệt xong hết giấy tờ, bản thân cũng mới đứng dậy mang quần áo đi thay và trang điểm lại. Bữa cơm tối nay do Thành mời mấy lãnh đạo trung ương dùng bữa, có lẽ lại là cùng nhau ngồi lại bàn bạc về dự định phát triển cá nhân gì đó. Nói thật là việc nhân viên được đi ăn cùng với tổng giám đốc, được gặp những người có địa vị trong xã hội là một điều mà bất kỳ nhân viên nào cũng ước ao bản thân sẽ có được một lần trong đời. Chỉ có điều tôi lại là người khác với tất cả. Tôi không vui vẻ, tôi cũng không thoải mái. Thậm chí là tôi còn ước anh coi mình cứ giống như một người bù nhìn, ghét cay ghét đắng cũng được. Bởi vì nếu không tỏ ra nhiệt tình thì đối phương cũng sẽ nghĩ mình không có trách nhiệm. Còn nếu tỏ ra quá nhiệt tình thì lại trở thành tiêu điểm trêu đùa cho người khác. Cứ vậy xuyên suốt bữa ăn, bọn họ đều xôm giả với nhau bằng những câu chuyện tếu và những chén rượu đầy. Qua một vòng, trong lúc tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bản thân bỗng chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông trung niên hướng đến mình hỏi. Ly này, tôi muốn uống với người đẹp nhất tối nay, không biết có được không? Nghe những lời nói này, tôi bất giác giật mình, hoàn toàn khôi phục lại thần trí. Đối với tôi, mấy ly rượu không phải là chuyện khó khăn, bởi vì tiểu lượng của tôi không phải là không có. Tôi chỉ sợ mình uống rồi, những người này lại nói những câu bông đùa khó lọt tai. Lúc ấy dù khó chịu, vẫn phải cam tâm mà nhẫn xuống. Vừa nghĩ tới đây, quả nhiên là có người nhìn tôi đầy ẩn ý một cái, sau đó nói ngay với người đàn ông trung niên. Cái ông Lương này buồn cười quá. Nhìn qua cũng biết là cô Khánh đây là người của ai rồi. Ông có muốn uống ấy, cũng phải nhìn sang xem cậu Thành có vui vẻ không chứ. Nghe câu này, những người xung quanh tỏ ra hưng phấn, lần nữa lại quay sang tôi trêu đùa. Tuy nhiên khác với những lần trước, lần này Thành lại ra mặt nói giúp tôi. Mặc dù lời nói được cho là cẩn thận và giữ khoảng cách, thế nhưng đối với những đám người cố tình không muốn hiểu này, nó cũng chỉ là một lời nói vô nghĩa mà thôi. Cứ vậy, bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ, Thành bảo lái xe đưa tôi về trước, còn bản thân thì tiếp tục cùng với bọn họ đi hát hò, tiếp tục bàn chuyện. Tôi không hỏi, tuy nhiên, anh trước khi tôi lên xe, anh vẫn mặt dày ném cho tôi một câu. Tôi có thèm khát ấy, cũng sẽ quay về tìm em. Không cần phải xị mặt ra với tôi như vậy. Anh... Nói để em biết này, gần đây tôi cũng chưa từng chạm qua với người đàn bà nào đâu. Nói xong, anh không thèm coi biểu cảm của tôi là thế nào, vẫy tay ám chỉ cho lái xe đưa tôi về. Cũng may là người lái xe này khá là hiểu chuyện, mặc dù có nghe được cuộc đối thoại nhưng vẫn tỏ ra không hề biết gì, ít nhiều cũng làm cho tôi không hề cảm thấy khó xử. Về tới nhà, đồng hồ đã điểm 11 giờ, chị Trâm mang cho tôi một tô bún bò lớn. Ngửi thấy mùi, người tôi toàn mùi rượu thì đôi lông mày cau lại. Không vui, chị hỏi tôi. Lại uống rượu sao? Ngày nào mà cũng thế này à? Thì công việc mà chị, em dù sao cũng chỉ là nhân viên quèn, sếp chỉ tay thế nào thì phải nghe theo thôi, làm sao mà cãi được hả chị? Tao cảm thấy mày sống thế này còn khổ sở hơn là trước đấy. Làm công việc lắm tiền thì sao chứ, tự dưng toàn bị kéo vào mấy cái chuyện không đâu. Trước kia em cũng có khá hơn là bao đâu chị, chẳng qua là sang đây cấp độ khó nâng lên một chút thôi. Chị cũng biết cái thành phố này bạc bẽo thế nào mà. Muốn tồn tại, đôi khi mình phải đánh đổi nhiều thứ. Còn nếu không, thì sẽ bị nhấn chìm dưới đáy của xã hội. Muốn ngoi lên cũng khó. Tôi buồn cười nhìn chị Trâm, chị ấy thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi an ủi. Ta biết là việc tao ngăn mày đứng tiếp tục với lão kia, thì trong lòng mày cũng ít nhiều sẽ cảm thấy không vui. Nhưng mày phải nên hiểu này, mày với lão ấy là ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn đấy, Khánh ạ. Em không giận chị, nếu có giận, cũng là em tự giận bản thân của mình không đủ bản lĩnh nên mới bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đó. Tao vẫn hy vọng là mày nên duyên với ông Bảo. Tính cách ông ấy nhã nhặn, đối với mày thật lòng muốn che chở. So với mày xứng đôi vừa lứa, vợ chồng mà, ngang hàng nhau vẫn dễ sống hơn, không phải lo được lo mất. Hiện tại em chưa tính đến đâu ạ, nhưng mà em hứa với chị, khi nào sẵn sàng muốn bắt đầu một quan hệ mới, em sẽ báo với chị đầu tiên. Được rồi, thôi, không nghĩ chuyện không vui nữa. Cố gắng làm lụng, mua lấy một căn hộ, không phải đi thuê đi mướn, rồi sau muốn tính gì thì tính. Em biết rồi, chị cũng vậy nhá. Chị Trâm gật đầu, nói thêm vài câu với tôi, rồi cũng quay người đi về. Phút chốc,
Căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nghe được rõ cả tiếng thở dài. Tôi nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, trằn trọc không sao ngủ được. Đến nửa đêm, bản thân đành chán nản ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, nhốt mình trong bóng tối, khuôn mặt nặng nề nhiều suy tư. Đêm nay tôi lại để mình trượt dài trong những cảm xúc không đáng có. Trằn trọc suốt một đêm dài. Ngày hôm sau đi làm, tôi vừa đến cổng công ty đã bị một đám người xô đến chặn ngang, nam nữ đều có cả. Một trong số đó hất mạnh tôi ngã xuống đường, tát tôi một cái. Đám còn lại thì bật điện thoại lên livestream nói: "Đây nha mọi người, đây chính là cái con đã đẩy chị Kiều Nga ngã xuống cầu thang. Mặt thì cũng xinh đấy, nhưng mà lòng dạ chẳng khác gì rắn rết." Nó cậy được công ty đứng ra bảo vệ, không sợ bất kỳ ai cả. Nhưng mình là fan của chị Nga, nhìn chị bị hãm hại mình không chịu được, nên hôm nay mình đến đây đòi lại công bằng cho chị ấy. Mọi người chia sẻ mạnh lên mọi người ơi, Trường Hải là cái gì chứ, họ cũng không thể làm gì được chúng ta đâu. Sau lời nói ấy, đám người kia lao lại vào tôi đấm đá rồi đạp. Một mình tôi chống lại không được nên chỉ có thể cúi người xuống chịu đựng. Đau lắm, đau tới mức phát khóc. Lúc này chỉ ước gì mình có một sức mạnh vạn năng nào đó hất tung cái đám người này ra khỏi, vùng lên chỉ thẳng vào mặt của từng người. Nhưng tiếc là phép màu chẳng đến với tôi. Và có lúc tưởng chừng như sẽ bị bọn họ đánh cho bầm dập, đột nhiên lúc này tôi lại nghe thấy tiếng quát lớn của Thành. Giọng nói của anh đầy tức giận, đám đông sợ hãi tản ra. Anh bước đến cau mày nhìn tôi, đỡ tôi dậy. Lúc này mới lại quay sang một người phụ nữ cầm điện thoại, hỏi ngược: "Cô vừa nói cái gì? Tập đoàn Trường Hải không là cái gì sao?" Chúng tôi chỉ muốn đến đây đòi lại công bằng cho chị Kiều Nga thôi. Anh là bạn của chị ấy, sao lại có thể bênh vực người ngoài? Anh không biết chị ấy đau lòng thế nào sao?" Một đám người ngu xuẩn. Anh... Bị Thành chửi, đám người đó không dám ho he một lời nào nữa, mà quay sang nhìn nhau, muốn tìm cách rời đi, thì lại bị bảo vệ chặn lại, đưa hết vào công an phường. Về phần tôi, Thành nhìn một phần quần áo lem luốc với lại đầu tóc rũ rượi, chẳng những không an ủi tôi được một câu mà còn quát: "Em bị ngu à mà không biết đường chạy đi, để đám người đó xuống và đấm đá như vậy sao?" "Tôi thế này không phải là do anh mà ra sao? Anh quát tôi làm cái gì? Rốt cuộc là cái não của em ấy nó có không đấy hả? Nếu vừa nãy không phải là tôi đến kịp, em xem em còn bị thê thảm thế nào." "Anh buông tôi ra." "Đừng có mà giận dỗi. Em muốn vào làm thì cũng phải về chỉnh trang lại cái bộ dạng của em đi. Hay là em muốn chạy đi tố cáo với bà già ấy?" Nói tới đây, Thành nhét tôi vào trong ô tô, sau đó lái thẳng về căn hộ của mình. Suốt cả một quãng đường, anh không hề đáp lại tôi một lời, mà kệ cho tôi lải nhải đến chán thì thôi. Mãi cho tới khi xe dừng lại trong hầm, người đàn ông ấy mới quay sang nói với tôi: "Tôi sẽ không để cho em chịu oan ức. Nếu mà anh buông tha cho tôi sẽ rất cảm kích anh đấy." "Buông tha? Em xem ngay từ đầu, Lai tự nguyện bước chân vào cái vòng tròn này, là em hay do tôi bế em vào? Anh sợ tôi sẽ nói ra những bí mật của mình với chủ tịch sao? Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ dám ho he một lời với bà ấy cả. Anh không cần phải bận tâm đâu." "Em nghĩ tôi bận tâm, tôi sợ em sao? Em quá là ngây thơ rồi đấy cô bé. Từ trước đến nay chỉ có tôi mới là người đi uy hiếp người khác, chèn ép người khác. Chưa ai đủ bản lĩnh để mà đe dọa tôi đâu." Những lời nói của Thành nghe mặc dù có vẻ khoa trương, thế nhưng tôi phải công nhận nó hoàn toàn đúng. Bản tính của anh giống như là một con sói hoang dã, không hề sợ hãi bất cứ cái gì. Đến việc cô của anh hiện tại đang nắm quyền điều hành tập đoàn, bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định sa thải anh, còn phải kiêng dè từng đường đi nước bước của anh. Thì tôi là một nhân viên quèn, không tài giỏi, làm gì mà đủ sức khiến anh lo sợ cơ chứ. Thấy tôi không nói gì, Thành lúc này cũng bước xuống mở cửa, nhìn tôi trầm giọng: "Xuống xe." "Anh đưa tôi đi đâu đấy? Tôi muốn về nhà." "Đây cũng là nhà." "Ai biết được, anh có cho ai vào đây nữa không chứ? Tôi không xuống." "Tôi nói em xuống." Bị Thành quát, tôi càng thấy mình nhu nhược hơn nên chẳng quan tâm anh nữa, tháo xe an toàn mở cửa chạy ra khỏi xe. Thế nhưng tôi còn chưa chạy được thì anh đã kéo mạnh cổ tay của tôi, giữ tôi lại rồi mắng: "Nói em vài câu em giận dỗi, em khiến cho tôi đau đầu thật đấy. Tôi thế nào mặc xác tôi chứ?
Tôi vùng vằng, nhưng mà sức lực của anh khỏe hơn tôi nhiều. Anh giữ chặt tay tôi, kéo tôi đi về phía thang máy ấn lên tầng của mình. Đến nơi, lôi tôi vào trong nhà. Tôi nhất quyết không theo, anh càng kéo mạnh cổ tay tôi hơn phát cáu. Em có nghe lời không thì bảo. Anh chẳng là cái gì mà tôi phải nghe lời anh hết. Dây vào anh, có lúc nào là tôi được yên ổn đâu chứ. Em đúng là chỉ được kim mồm thôi. Ở bên cạnh tôi, em cái gì cũng giỏi lắm cơ mà. Sao mà ra ngoài thì không dám ho he với ai được một câu? Em không thấy xấu hổ à? Tôi không nói gì. Thành nhìn vết thương trên tay của tôi chau mày, với lấy lọ thuốc chấm lên đó. Thuốc vừa chạm vào da, người tôi run lên, mấp máy vài tiếng kêu nhỏ. Đau? Cũng biết đau sao? Tôi là người chứ có phải cục đá đâu mà không biết đau. Anh không thấy tôi kêu, tôi không nghĩ là tôi không đau đâu. Em mới trả đời có một tí mà cứ làm như mình bị đày xuống địa ngục thế. Đặt địa vị của em là tôi, chắc em ra cầu Nhật Tân mà tự tử đấy hả? Tôi đương nhiên là không có máu lạnh thủ đoạn như anh, nên khi gặp chuyện cũng không thể nào không chớp, không lo sợ. Chưa kể đám người đó tìm đến tôi gây sự, chứ có tìm đến anh để mà gây sự đâu. Giam ba cái việc còn con, em để ý làm cái gì? Bà già không dạy em cách đối phó lại với đám người đó sao? Tôi dạy dỗ cô ta, anh lại bênh cô ta đến dạy dỗ lại tôi. Nói vậy là em cũng biết sợ tôi đấy à? Nói qua nói lại, tôi biết mình chẳng thể thắng được Thành, nên quyết định không nói nữa. Kéo tay ra khỏi tay của anh, tự mình bôi thuốc. Nhìn một màn ấy, anh bật cười một cái, lôi cái điện thoại gọi cho nhân viên cửa hàng dưới trung tâm thương mại, mang đồ lên để thay. Buổi chiều tôi mới quay trở lại công ty làm việc. Mọi người hầu như biết chuyện sáng nay, nên ai nấy cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Thậm chí có đám còn túm lại bàn tán nói những lời không hay. Nói thật, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến điều ấy. Nhưng giám đốc Dung thì không như vậy. Chị ta ra mặt quát họ, đương nhiên còn không quên ném lại mấy lời cảnh cáo. Bước vào trong phòng, chị rót cho tôi cốc trà ấm, quan sát tôi một lượt, thấy thương tích trên người của tôi cũng không có nhiều. Lúc ấy mới thở hắt ra một hơi thật dài. Tôi nghe nói cậu ta cho luật sư kiện những kẻ kiếm chuyện với cô. Bây giờ tất cả đều bị tạm giam ở đồn công an rồi. Không phải là anh ấy lấy lại công bằng cho tôi đâu, mà là họ động đến Trường Hải đấy. Cậu ta không quan tâm đến cô thì sẽ không bao giờ tỏ thái độ như vậy đâu, nhất là khi cô còn đang ở phe đối lập. Chị hơn tôi bao nhiêu tuổi? Chị nghĩ anh ta đối với tôi là thật lòng sao? Đến chính bản thân chị còn từng nói với tôi, con người của anh ta mưu mô độc đoán, hạ người như vậy làm gì có chuyện động lòng hay là thương hại với ai. Dù có thế, cô cũng không được phủ nhận cái việc cậu ta có quan tâm cô. Anh ta là vì biết tôi là người chủ tịch nên mới cư xử tôi với nhợt như vậy thôi. Cốt chủ yếu là muốn để lừa bà ấy, là anh ta đã ngã vào cái bẫy. Mặc dù những lời nói này của tôi có chút khó nghe, nhưng mà tôi vẫn một mực bám vào nó để phủ nhận mọi lý lẽ của giám đốc Dung đưa ra. Chị ấy ban đầu có chút bực bội vì tôi cố chấp, nhưng sau một hồi thấy tôi nói thật lòng không mấy vui vẻ nên đành thở dài, chuyển sang đề tài khác. Hôm nay định mời cô một bữa, nhưng cô gặp chuyện thế này thì để sang hôm khác vậy. Cũng được, tôi trở về phòng làm việc đây. Để lại cho giám đốc Dung một lời như vậy, tôi cũng nâng mắt lên nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng đi về phía thang máy, bắt đầu những chuỗi ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cũng may là thời gian này chị Trâm đi công tác ở trong Nam, nhưng không rõ thực hư chuyện của tôi bị hội đồng thế nào. Nếu tôi không còn phải đau đầu hơn nữa, vì với tính cách này của chị ấy, chị ấy sẽ không bao giờ để yên mọi chuyện. Cứ vậy, cuộc sống của tôi lại tiếp tục đi theo quy luật đi làm về nhà, rồi tôi đi gặp đối tác. Đến ngày thứ bảy, tôi đang ngồi làm việc thì một đồng nghiệp cầm điện thoại chạy lại, sau đó cất giọng hớt hải nói: Khánh, cô Kiều Nga đó mở cuộc họp báo công khai xin lỗi rồi nè. Chỉ chờ có câu nói ấy, những người khác cũng vứt bỏ hết công việc của mình chạy xúm lại một góc, yên lặng ngồi xem, cũng không quên bình luận. Nhìn mắt vẫn còn sưng đỏ kìa, chắc là bị sếp của chúng mình dạy dỗ đến phát khóc lên rồi. Đáng đời, tôi cũng ngứa mắt với nó lâu lắm rồi đấy, nhưng vì nó là người mẫu có nhiều fan nên không có dám động chạm thôi. Bây giờ bị thế này cũng đáng lắm. Đúng, phải có bài học nhớ đời, sau này mới bỏ được cái thói huênh hoang con người như cỏ rác. Nói thật nhé, những cái thái độ xin lỗi thế kia cũng chẳng có tí thiện cảm nào đâu, chỉ sợ là sau này tắc oai tắc quái hơn thôi.
chắc là chẳng dám nữa đâu. Đích thân bị chủ tịch với sếp đứng ra giải quyết ấy, cho ăn gan hùm cũng chẳng dám. Trong phòng không ai ưa kiểu Nga cả, nên khi thấy cô ta với bộ dạng suy sụp thế này, ai nấy cũng hả hê vô cùng. Thậm chí là khi xem xong, chị tổ trưởng còn sung sướng đến mức hào phóng rủ cả phòng đi ăn một bữa liên hoan, phần là vì ăn mừng, phần là vì muốn gắn kết tình cảm của mấy người lại với nhau. Cả phòng đã thống nhất, đến cuối ngày, mấy người chúng tôi cùng nhau chọn một quán nướng vỉa hè có tiếng để ngồi lại. Ban đầu mọi người còn có chút gượng gạo với nhau về giữ lễ, nhưng mà khi tất cả đã ngấm men bia thì cuộc nói chuyện trở nên thoải mái với nhau hơn. Thậm chí chị tổ trưởng còn hỏi tôi: "Khánh này, cô thích kiểu người thế nào?" Bầu không khí vốn là đang thoải mái, không câu nệ, ăn thịt nướng, nói chuyện trời Nam đất Bắc, nếu mà đột nhiên né tránh, vậy lại biến thành cố tình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này rồi. Lại nói tôi cũng không nghĩ phải tránh né, tiêu chuẩn chọn chồng của ai mà không có chứ. Nghĩ tới điều ấy, tôi cũng đặt đũa xuống và nói: "Trước đây còn ép mình vào khuôn, nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ cần cảm thấy ở cùng nhau vui vẻ là được. Nhiều tiền hay không cũng không phải là mấu chốt. Cuộc sống mà, nhiều tiền hay là thiếu tiền, tất sẽ có cách tương ứng nào đó để mà sống qua ngày thôi. Không nên viện vào nó để mà khiến đối phương hiểu lầm." "Cũng không quá kén chọn đâu nhỉ?" "Không phải là em không kén chọn, mà là bởi vì rất lâu trước đây từng tưởng rằng mình gặp được một người tốt, toàn tâm toàn ý hướng về người ta, còn thật sự là rơi vào cái hố của họ nữa. Về sau mới phát hiện ra rằng bản thân thật lòng một hồi lại biến thành trò cười cho thiên hạ." Ngoại trừ chị Trâm, lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với người khác. Mặc dù ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động. Im lặng một vài giây, tôi cười nói tiếp: "Nếu mà thật sự phải có yêu cầu thì chỉ có một ít thôi, đó là đối xử với em chân thành một chút. Nếu có một ngày cảm thấy không còn tình cảm để đi tiếp, hãy cứ nói thẳng, đừng lừa dối là được." "Người trước kia sao?" "Vâng, đó là một người đàn ông bội bạc. Mọi thứ đều được xây nên bởi sự lừa dối trắng trợn. Lúc biết được chuyện, thật sự là không nghĩ nó lại đáng sợ đến như vậy." Tôi không nói quá nhiều, chỉ bình tĩnh nhả ra mấy từ như thế. Cũng may là bọn họ đều là người hiểu chuyện, nên thấy tôi im lặng cũng không có ai ép buộc nữa, tiếp tục kiếm chuyện đông chuyện tây, ngồi tận đến nửa đêm mới đi về. Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng lúc bước ra khỏi thang máy lại nhìn thấy Thành đứng chờ mình ở cửa từ lúc nào. Trên người anh mặc bộ quần áo vest màu đen sang trọng, khuôn mặt lại sáng ngời. Xuất hiện ở cái nơi này chẳng khác gì là một viên kim cương sáng lạng đặt ở giữa những viên đá thô kệch. Mặc dù đã khuya nhưng thi thoảng vẫn có người ló cửa ra lén lút nhìn. Chị Trâm cũng nhìn, nhưng không phải là với ánh mắt tò mò, mà là với ánh mắt khó chịu, tức tối vì không làm được gì cả. Đối diện với một màn ấy, tôi có chút ngây người, bước chân theo đó cũng khựng lại, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Một tuần này chúng tôi không hề liên lạc với nhau, tôi cứ nghĩ là anh đã thỏa thuận với mình. Nhưng bây giờ nhìn một màn này, e rằng mọi thứ vẫn không hề có chút thay đổi nào cả. Không thấy tôi nói gì, đôi lông mày của Thành bất giác cao có, kiên nhẫn chờ tôi bước lại rồi hỏi với giọng khó chịu: "Em dám chặn số của tôi sao?" Tôi không nhìn Thành, vừa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, lại nhạt đáp lại lời anh: "Tôi không chặn, có thể là do điện thoại mất sóng thôi." "Em đúng là ngang bướng. Tôi mà không xử lý em á, em muốn ngồi lên đầu của tôi đấy à?" "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ trả lên đầu của anh cả. Nếu có, tôi chỉ có mỗi ngày đều mong anh buông tha cho tôi thôi." "Buông tha cho em sao? Em có chắc là mình muốn điều đó thật không?" Một câu hỏi khá là ngắn nhưng lại thành công khiến cho tim của tôi nhói lên một cái, cổ họng nghẹn lại. Tôi thừa nhận là bản thân mình mạnh miệng, nhưng nghĩ tới việc cắt đứt cái mối quan hệ mập mờ với anh là sẽ xuất hiện cảm giác không nỡ. Thời gian trước tôi còn chối bay chối biến việc mình có tình cảm với anh, không tin nó là sự thật. Có điều bây giờ, sau khi tất cả mọi thứ xảy ra, tôi không thể dối lòng được nữa. Tôi nhận ra mình đối với anh có tình cảm thật, và cái tình cảm ấy đang ngày một lớn lên một cách bất thường, ép tôi phải đối mặt. Tình cảm bị giấu kín, bị người khác lôi ra bóc trần mỉa mai, tôi vừa xấu hổ vừa uất ức, vành mắt bất giác trở nên hơi nóng, kéo theo cũng là đôi môi run rẩy. Nhưng mà tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối,
vì vậy vẫn cố gắng khống chế. Nếu anh đồng ý, tôi đương nhiên là sẽ đón nhận. Ừ, nhưng mà tạm thời thì chưa. Thành ném cho tôi một câu nói nhàn nhạt, cũng chẳng buồn nâng mắt nhìn tôi một cái, đẩy cửa đi vào trong nhà. Chị Trâm nhìn thấy người đi rồi, lúc này cũng mới chạy lại kéo tay của tôi, ngữ điệu không vui cất lên. Thế là thế nào? Mày với lão ta vẫn chưa dứt hay sao? Vẫn qua lại với nhau đấy à? Chị thấy đấy, anh ta như vậy, chị bảo em phải làm sao đây ạ? Em cũng muốn sống cuộc sống của mình bình yên lắm chứ. Hay là mày sang nhà tao ngủ đi, kệ lão ấy. Chị nghĩ với tính cách của anh ta sẽ để yên sao? Nếu mà em sang nhà chị thật ấy, có khi ngày mai chị chẳng còn thể ở đây được nữa đâu. Lời nói này không hề quá đáng một chút nào cả. Bản tính của Thành chướng mắt ai nhất định sẽ truy đến cùng. Nên nếu tôi nghe theo lời của chị Trâm thật, thì không biết ngày hôm sau anh ta còn gây ra cái chuyện gì nữa. Đến Kiều Nga là người của công chúng còn phải sợ hãi trước anh, cô ta còn phải nể anh, phải dè chừng anh. Chúng tôi có là cái gì chứ? Thân cô thế cô lặn lội ở cái thủ đô này, chỉ mong có một cuộc sống tốt đẹp. Nhỡ chân một cái, muốn ngóc đầu lên cũng không còn được nữa. Vỗ nhẹ lên vu bàn tay của chị ấy một cái, tôi nói tiếp. Thôi chị vào ngủ đi, em về phòng đây. Nhưng mà em biết là chị quan tâm em, nhưng mà dù gì cũng là chuyện của em, hãy để em tự giải quyết. Em không muốn chị gặp rắc rối nào về em cả. Nói xong tôi đẩy chị Trâm về nhà chị ấy, rồi mới trở về nhà của mình. Khi mở cửa, tôi đã dồn hết quyết tâm là phải rạch ròi với Thành. Có điều còn chưa kịp làm gì đã bị anh ôm lấy đè lên cánh cửa. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu phả thẳng vào mặt của tôi. Dãy điện mờ mờ, anh cứ thế bắt nạt tôi, ngậm lấy môi của tôi ngấu nghiến, gần như muốn trừng phạt tôi. Bất ngờ không phòng bị được, trong quang cảnh mờ mờ, đột ngột bị thân mật, khiến tôi nảy sinh một loại cảm giác không an toàn. Theo bản năng, muốn lấy tay đẩy anh ra. Nhưng mà người đàn ông này cao hơn tôi cả cái đầu, sức lực lại mạnh mẽ. Anh chỉ cần nắm một cái cũng đủ khiến cho tôi nhúc nhích, không thở được. Cuối cùng chỉ biết nỉ non yếu ớt. Hành động diễn ra quá bất ngờ. Có lẽ thế tôi có chút bất mãn không phối hợp. Sau khi cậy cửa, mở đôi môi của tôi, Thành không nặng nhẹ cắn vào đầu lưỡi của tôi một cái. Mặc dù đã trải qua vài lần quấn quýt, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự là không chịu nổi. Cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi, đầu óc mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo cảm xúc đó bòn rút dần dần. Bên trong phòng khách yên tĩnh, cũng may là anh có một chút nhân tính. Lúc tôi sắp không chịu nổi, anh cũng quyết định rời khỏi bờ môi của tôi, bật luôn bóng điện. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi vừa quen với cảnh tối theo bản năng hơi nheo mắt lại. Ở đối diện, Thành trầm lặng nhìn gương mặt của tôi, đưa tay vuốt ve môi của tôi, cố ý dán sát cơ thể vào tôi, mập mờ cọ sát. Phản ứng cơ thể của anh cực kỳ nóng, tôi mở to cặp mắt nhìn lên, chỉ thấy anh nhướng mày, đôi mắt đen nhánh thâm sâu nhìn thẳng vào mắt của tôi, đáy mắt hơi lay động, giống như muốn nhìn thấu mọi tâm can của tôi rốt cuộc là thế nào. Khi cảm giác như sâu thẳm trong con ngươi của mình có thể bị người ta nhìn trộm, làm cho tôi có phần không thoải mái. Nhưng khi anh một lần nữa bao phủ lên môi của mình, tôi hơi nghiêng đầu tránh đi, đẩy anh ra, môi mấp máy. Anh dừng lại đi. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của anh nhìn tôi càng trở nên sâu hơn, khóe miệng cong lên, vẻ mặt thật là khó đoán. Tôi nhíu mày hơi khó hiểu. Sau nghĩ tới việc trước nay bản thân vẫn không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì, cũng không có ý định đi học hiểu người đàn ông này, vì thế liền quyết định gạt bỏ hết. Mà anh vẫn cái ngữ điệu cười cợt nhà ấy với tôi, sau đó cất giọng hỏi. Em đã xem buổi họp báo ngày hôm nay chưa? Tôi xem rồi. Hài lòng với kết quả đó không? Thì tôi bảo là tôi không hài lòng. Em nói tôi là kẻ máu lạnh sao? Em không có gan đó. Đúng, tôi không có gan đó. Bởi tôi chỉ là một đứa tứ cố vô thân, làm sao mà đấu lại được với những người giống như anh chứ? Trong tay có đủ tiền và đủ quyền. Những lời nói này của mình tôi cảm thấy nó khá là bình thường. Có điều Thành vẫn cố tình không hiểu, tiếp tục nhìn tôi mỉa mai. Em lại bắt đầu giận dỗi với tôi đấy à? Năm nay em 27 tuổi rồi, chứ có phải là trẻ con nữa đâu. Em còn nói gì nữa không? Nếu không thì anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi ở lại đây tối nay, nhà em còn gì ăn không?
Anh đói sao? Buổi tối chỉ quanh quẩn rượu, vẫn chưa có ăn gì. Dạ dày của anh không tốt đâu. Anh đừng lúc nào cũng lao đầu vào công việc rồi bỏ bê sức khỏe của mình như vậy. Bác sĩ cũng cảnh báo rồi đấy. Anh nên khám định kỳ đi. Bận, khi nào rảnh tôi sẽ đi. Cuối tuần này công việc của anh không nhiều, anh có thể đi. Ừ. Nhận được câu trả lời của Thành, lúc này tôi cũng mới quay người đi vào bếp, bận rộn nấu cho anh một đĩa mì Ý. Đến khoảng 10 phút sau trở ra, thấy Thành đang đứng ở ngoài ban công. Thân hình của anh cao lớn, dưới ánh trăng bản bạc ôm trọn lấy, bước chân tôi chợt khựng lại. Anh yên lặng đứng ở đó, châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Khói trắng lượn lờ. Anh rất cao, nhưng mà lúc này nhìn bóng lưng ấy lại chẳng còn được mạnh mẽ như ngày thường. Nó dường như cất giấu một sự buồn bã, những áp lực bộn bề mà anh chẳng muốn chia sẻ với ai. Rốt cuộc anh là người thế nào? Anh đang suy nghĩ gì? Anh muốn làm gì? Anh không thể hòa bình với cô anh được hay sao? Cứ như vậy tôi đứng im ở đó mà chẳng dám bước lên. Mà tới khi hút hết điếu thứ hai, Thành mới quay người lại nhìn tôi, sải chân đi vào, liếc mắt nhìn tôi nấu bát mì cho anh, ném ra một câu. Tôi còn tưởng là em vô dụng tới mức nấu ăn còn không biết nấu. Nói chuyện lần nào với Thành, không bị anh mỉa mai thì cũng bị anh nói là não ngắn. Tôi cũng đã sớm trở nên quen thuộc, nên lúc này cũng chẳng muốn đôi co nhiều, chỉ lạnh nhạt nói. Anh ăn đi, sau đó thì về đi. Em đuổi tôi đi là muốn rước cái thằng người yêu cũ bại não của em về đây ở đấy à? Anh luyên thuyên cái gì đấy? Anh bị dở hơi à? Tôi nói sai sao? Anh bất mãn cái gì? Anh là thần, anh đúng hết, được chưa? Nhìn một màn biểu cảm của tôi, Thành cười cười, kéo ghế ngồi xuống ăn đĩa mì Ý tôi nấu, từ tốn chậm rãi, phong thái đúng chất con nhà quý tộc. Đến khi được một nửa, anh mới lại bảo với tôi. Em nên rèn lại cái tính cách của mình đi. Lúc nào cũng bốc đồng, cái cần giải quyết thì không giải quyết được. Khác gì cái loại người không có não. Em không phải sỉ nhục tôi. Làm thư ký của tôi mà em ngày nào cũng kéo đến thị phi. Em định để tôi xấu mặt như em đấy à? Tôi cảm thấy vị trí của mình trước kia ở phòng marketing rất tốt, ở trên phòng thư ký ngột ngạt hơn nhiều. Em muốn chuyển xuống sao? Tôi đã xin phép chủ tịch rồi nhưng bà không chịu. Nếu bà ta không chịu, tôi cũng chẳng giúp gì được cho em. Thành không nói nhiều, anh quay người đi vào trong phòng tắm. Dáng người cân đối cứ như vậy xuất hiện trước mắt của tôi. Từ tấm lưng rộng lớn đến chiếc eo hẹp, đôi chân thẳng tắp thon dài, một chiều cao vô cùng lý tưởng, thêm một vóc dáng hoàn hảo, một khuôn mặt mà bất kỳ ai cũng muốn ao ước. Anh của bây giờ mang lại cho tôi một áp lực vô cùng lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ? Dũng mãnh như một con báo đen trong đêm, không cần oai hùng đánh tiếng, chỉ cần cất tiếng gầm nhẹ cũng đủ khiến tất cả xung quanh ngã xuống đầu hàng. Đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời màu xanh ngắt, tôi hơi mím môi một cái rồi chậm rãi đưa bàn tay năm ngón của mình hứng lấy những ánh trăng hắt đến, nắm vào mở ra đến 4-5 lần. Thủ đô vào mùa hè, thời tiết rất nóng, cái gì cũng đắt đỏ, thế nhưng lại chẳng ai có thể đủ can đảm để bỏ hết tất cả mọi thứ đến nơi khác. Đơn giản vì duy nhất một điều, thành phố này là nơi dễ kiếm tiền nhất, dễ kiếm công việc nhất. Khoảng thời gian chưa xin được việc, tôi cũng xin làm chân chạy vặt rất nhiều. Tiền thu nhập cũng không được cao, nhưng vẫn gói gọn để đủ sống. Bây giờ bám trụ ở Trường Hải, mọi thứ tốt hơn, nhưng bù lại các mối quan hệ đều không còn được giữ như trước. Tôi bị cuốn vào những bữa tiệc với nhiều lãnh đạo, bị cuốn vào anh. Người đàn ông vừa có tiền, có quyền lực, không ai có thể động vào. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại cảm thấy chính mình có một chút không ổn. Nên ngay sau đó tôi cũng xoay người đi về nhà tắm ở phòng khách, đánh răng rửa mặt với thay quần áo. Lúc trở ra đã được tỉnh táo rồi. Tôi nhìn Thành, thấy anh đang dùng laptop của mình để làm những việc không có làm phiền anh, trèo lên giường, nằm xuống mắt ngủ. Chỉ có điều tôi cứ trằn trọc, hơi một chút lại nghiêng nhìn sang bên anh, thấy anh đang bận rộn gõ máy, nghe điện thoại. Mà tới khi vòng tay của anh ôm chặt lấy tôi, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của anh, lúc ấy đáy lòng của tôi mới thật sự an tâm và đi ngủ. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đã tự dặn lòng mình rằng, để tôi yếu lòng bên anh một đêm nay thôi, ngày mai tỉnh dậy tôi hứa là sẽ dứt khoát trở lại với dáng vẻ trước kia. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn Thành đang đứng thắt cà vạt ở trước chiếc gương lớn trong phòng,
định bụng mở miệng nói với anh mình đi trước thì lại bất chợt nghe thấy tiếng anh cất giọng. Cùng đi đi, tôi đưa em đến trụ sở. Tôi lắc đầu không thay đổi sắc mặt, bình thản nói với anh. Tôi gọi xe được mà, anh cứ đi trước đi. Em đừng khách sáo với tôi, cũng chỉ là một đoạn đường thôi mà, tôi không ngại, em ngại cái gì? Không phải, tôi còn một số việc cần làm mà, chưa thể đến thẳng trụ sở được đâu. Ừ. Thành gật đầu, không ép bản thân tôi một lần nào nữa, xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Còn tôi khi nhìn thấy những vật dụng cá nhân trong nhà của mình nhiều hơn một chút, tâm càng thêm loạn, không thể nào bình tĩnh được. Thành ra hôm nay lần nữa lại đi làm muộn mất rồi. Lên tới phòng, tôi đi về phía bàn làm việc của mình. Vừa uống cà phê lấy lại tinh thần, vừa kiểm tra email, chọn những nội dung cần xin chỉ thị của cấp trên, in ra một bản, sau đó lọc những email quan trọng, lưu vào máy tính để trả lời. Cuối cùng xong xuôi, tôi mới xử lý những việc vụn vặt khác. Trong đó có một email gửi những tấm ảnh của buổi triển lãm ô tô. Tôi mở ra xem, lướt đến tấm ảnh chụp mình với Thành. Động tác di chuột, bất giác dừng lại. Đó là lúc tôi kính rượu anh. Cả hai đều quay mặt, nghiêng chiếc ống kính ở khoảng cách bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy thái độ của mình tương đối mờ ám. Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười miễn cưỡng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Đồng tử có một vẻ ngại ngùng khó diễn tả. Nhìn tấm ảnh, đột nhiên tôi cảm nhận được lòng bàn tay của mình trở nên rịn mồ hôi. Tuy không nhiều, nhưng vẫn mang đến một chút nhơ nhớp khó chịu. Mặc dù bản thân luôn phủ nhận khi người khác bóc trần, nhưng mà tôi biết những lời họ nói không hề sai. Bây giờ mỗi ngày nó một yên lặng hơn, tôi chỉ sợ một ngày nào đó mình chẳng che giấu được nữa. Đến lúc ấy phải làm sao đây? Rời khỏi Trường Hải, chạy trốn đi một nơi nào đó thật xa ư? Cứ vậy tôi chìm đắm trong suy tư của mình. Đến khi mọi người giục tôi đi họp, bản thân mới thoát ra được, đứng dậy make up lại. Đây là cuộc họp của những cán bộ cấp cao. Tôi vì được chủ tịch nâng đỡ nên làm chân bưng nước rót trà. Vẫn như thường lệ, sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, lần lượt đứng lên báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty trong một quý qua phát triển thế nào, cái gì đi lên, cái gì đi xuống. Chủ tịch ngồi ghế chính giữa, biểu cảm sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lắng nghe những bản báo cáo của các phòng ban. Chỗ nào không cảm thấy hài lòng cũng chẳng buồn nhắc nhở mà trực tiếp phê bình luôn, khiến cho tất cả đều sợ hãi vì không biết mình đã làm sai điều gì. Xong xuôi tất cả, bà lúc này mới nhìn sang Thành, trực tiếp phê phán anh. Chuyện đời tư của anh tôi đây không muốn quan tâm vào, nhưng mà tôi nhắc nhở anh, quan hệ bừa bãi thế nào thì cũng nên nhìn vào đại cục đi. Anh là tổng giám đốc, phong thái mà không đứng đắn thì còn ra vẻ thị uy được với ai? Nghe những lời này, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình nhìn lên. Nhưng những gì bọn họ thấy lại là sự thờ ơ như chẳng liên quan của anh. Theo cô, thế nào là không đứng đắn? Cháu của cô không phải là cái loại người bại não dở hơi, gái bám theo cũng là chuyện thường tình thôi. Rồi anh nhìn xem, mấy cái đứa nhân tình của anh ấy liên lụy đến Trường Hải thế nào đây? Không phải là do anh sao? Nói như cô, bây giờ cứ ai ngã vào lòng của cháu là cháu phải chịu trách nhiệm sao? Anh đừng có mà lý sự. Cô yên tâm, cháu là cháu trai của cô thì đương nhiên là không thể có suy nghĩ biến thái hay là đổi bại. Cháu không nhìn chúng ai thì đừng ai điều khiển được cháu. Còn cháu đã nhìn chúng ấy, cô chạy đến chân trời góc bể, cháu cũng túm đầu bắt quay trở lại. Nói tới đây, đôi mắt của Thành như có như không liếc về phía của tôi. Mặc dù chỉ đơn giản là mấy giây ngắn ngủi, nhưng vẫn không thoát được cái nhìn của chủ tịch. Bà ấy cũng quay sang tôi, không nói, có điều biểu cảm lộ rõ sự suy tư khó dò, càng lúc càng khiến tôi cảm thấy áp lực. Cứ như vậy, cuộc họp kéo dài đến 4 rưỡi chiều cũng kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tôi cũng muốn rời đi nhanh, nhưng mà đúng lúc ấy điện thoại lại báo tin nhắn của Thành. Anh gọi tôi lên phòng. Tôi chẳng muốn đi chút nào cả. Có điều bản thân nghĩ mình cũng nên nói rõ với anh, nên suy đi tính lại cũng gật đầu đồng ý. Lúc vào tới nơi, người đàn ông ấy cũng vừa lúc ký xong tập tài liệu. Anh nâng ánh mắt lên nhìn tôi một giây, ngữ điệu ra lệnh. Ngồi xuống đi. Đang trong giờ làm việc, lời của sếp đương nhiên là tôi chẳng dám cãi. Anh nói cái gì tôi đều nghe theo cái đó. Sau khi đóng xong, tôi mới xoay người, cung kính cúi đầu hỏi anh. Có chuyện gì vậy anh gọi tôi lên đây thế? Chuyện của tôi với em. Nghe tôi hỏi như vậy,
Thành tỏ rõ thái độ không hài lòng với tôi. Anh mím đôi môi mỏng lại, gảy điếu thuốc đang hút dở và gạt tàn. Thái độ trước sau đều không thay đổi. Đôi mắt đen láy vẫn dừng ở trên khuôn mặt của tôi, chậm chậm đánh giá và quan sát, rồi nói: Em càng luống cuống thì càng chứng tỏ là em bất ổn đấy. Em tưởng người khác không nhìn ra em với tôi đang ở bên nhau sao? Nếu mà tôi không thừa nhận, họ cũng chẳng có chứng cứ. Họ cần gì em thừa nhận chứ? Con người của em cái gì cũng vụng về, liếc một cái cũng đủ hiểu được. Nếu mà đúng là như vậy, anh có thể đứng ra giải thích giúp tôi được mà. Tôi trước nay không bao giờ làm cái chuyện không công khai gì cho ai. Em muốn tôi giúp em, em định trả công tôi thế nào đây? Câu hỏi ngược lại này của Thành không những làm tôi nghẹn họng, mà còn khiến cho tôi nhận ra được sự cợt nhả của anh ở trong đó. Bởi vì người như anh đến hiện tại làm gì còn thiếu cái gì cơ chứ? Tiền không, vật chất không, đàn bà không, tôi trả công anh bằng cách nào đây? Thế tôi im lặng, Thành lại ném lại một câu: Sao? Em đã suy nghĩ được gì chưa? Anh đừng có dồn người khác vào đường cùng như thế. Anh còn thiếu cái gì hay sao mà cần tôi trả công chứ? Tôi thiếu hơi của em. Anh... Được rồi, tôi không có trêu em nữa. Em cầm đống tài liệu này về, nghiên cứu rồi dịch sang tiếng Anh cho tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.